Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Cũng video tiếp theo của nhà vườn Phúc Lê, địa chỉ là thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Rồi, hôm nay nhà vườn Phúc Lê cũng chia sẻ vài tác phẩm cây bonsai vườn nhà. Thanh Phú kính mời quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cùng xem hết video và nhớ đăng ký kênh, bấm quả chuông có chữ tất cả để xem những video mới. Rồi, xin mời quý vị. Nhà vườn bonsai Phúc Lê xin chào các anh em yêu bonsai trên cả nước. Hôm nay thì nhà vườn em xin được giới thiệu đến các anh không gian của vườn và những cái loại cây mà nhà vườn em đang giao lưu với các anh em yêu bonsai hàng ngày. Là một vườn nhỏ ở Phú Yên, đang ở Tuy Hòa, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên nha các anh. Thì hiện bây giờ là nhà vườn em có rất là nhiều chủng loại cây. Thì em có nguyệt quế này nha các anh. Nguyệt quế này. Có me. Linh sam. Đây là một siêu phẩm găng các anh, siêu phẩm găng nha. Tác phẩm này rất là đẹp, xuất sắc luôn. Găng thì không hiếm nhưng mà có những cái tác phẩm mà đẹp gì là không có nhiều các anh. Với những cái giá hợp lý nữa. Nhà vườn em là thường là bán sỉ cho các nhà vườn buôn á. Thường là 7:30 tới 8 giờ là em sẽ live stream trên fanpage nhà vườn bonsai Phúc Lê. Nó ổn định luôn hàng ngày. Bây giờ đang dịch thì tụi em hay bán vào giấc 11:30 đến 12 giờ trưa. Các loại cây của vườn thì rất là đa dạng nha các anh. Rất là đa dạng luôn. Nguyệt quế. Ở đây em có một cây me nè. Cây me này tuổi đời nó gấp đôi em luôn á. Nhà vườn thì các cái dòng mà lũa cũng rất là nhiều nha các anh. Cây linh sam. Cơ bản là bây giờ cây trong vườn nó nhiều quá các anh. Gần như không có chỗ để luôn. Do đợt này dịch tụi em cũng không có buôn bán gửi cây đi được á. Thành ra là cây bây giờ đang rất là nhiều luôn. Có những cây trắc rất lớn nha. Trong này có một cái chồi mùa to khủng hình con nai. Hải Châu cũng là một trong những cái thể loại bonsai mà em bán rất là chạy. Đây là những dòng cây mini. Đây là linh sam. Linh sam và sam thì vườn có rất là nhiều nha các anh. Đây là cây nguyệt quế rất là to. Vườn có cả trắc nghệ các anh ơi. Có cả trắc nghệ luôn. Hải Châu thì là loại cây quá quen thuộc rồi. Đây là những cây trắc nghệ đây. Đây là cây sang sản. Những cây sang sản này thì hoa quả rất là đẹp nha. Miền Trung thì các anh sẽ biết về nó nhiều hơn, còn các anh ở hai miền Bắc Nam á thì không có mặn mà với sang sản lắm thì các anh cũng chưa chơi nhiều. Đây là quýt nhập. Là những cây chuẩn bị gửi cho khách này. Những cây trắc nghệ rất to ha. Sam ngọc. Các anh có mặn mà với sam ngọc không? Tại vì em thấy là các anh ở xa thì thích sam với Hải Châu thôi, sam núi với Hải Châu thôi. Cái thực tế là dòng trắc nghệ này về lá thì nó là siêu đẹp luôn các anh. Nuôi lâu kỹ chút xíu nữa là nó sẽ đẹp lắm đi. Trắc nghệ chỉ cần 1 năm đến 1,5 năm là các anh thấy cái vàng lá của cây nó đã gọi là siêu mịn luôn. Cái độ mịn nó là phải không chê được luôn á. Đây,
ví dụ như những cây cây sang sản này anh, rất là đẹp luôn, dáng đổ. Anh coi những cây kim tiền mà cốt dữ dằn lắm này. Cái những cây dúi siêu phẩm nha các anh. Đây, ví dụ như cây này, cái hàng này là hàng dúi sông Long. Cây quá rất nhiều, có những cái linh sam nó già mười mấy năm này cả. Cây hạ châu, cây này trắc nghệ. Nói chung vườn cây rất nhiều, và những cây xanh. Các chủng loại cây của vườn em nói chung thì rất là đa dạng nha các anh. Những anh em nào mà các nhà vườn buôn lại hoặc là các anh em chơi cây á, cần những cái loại chủng cây gì á, thì cứ inbox vào số điện thoại của tụi em hoặc là kết bạn qua Zalo 0912943343 hoặc là 0905218139. Đó là số điện thoại chính của em về Zalo, hoặc là số điện thoại 0866890568 nha các anh. Đây có những cái cây găng khủng lắm anh, to dễ sợ luôn. Nói chung là vườn nhiều lắm các anh ơi, không biết quay làm sao cho các anh thấy coi hết được cây. Đây là sam mini nha, sam núi. Sam núi này dành cho các anh mới chơi. Sam núi, sam ngọc, nói chung là dòng mini hết. Đây là những dòng cây mini. Nói chung là từng cây thường cho tới cây vip là những vườn đều có nha các anh. Em thấy cái độ sâu của vườn rất là xa luôn, nhưng mà cây gần như là kín hết, không có chỗ luôn. Có những cái cây găng khủng nè các anh. Vườn em cũng có bán cả chậu luôn các anh, bán cả chậu luôn. Đây là sam ngọc nha các anh. Đây là sam ngọc. Có những cái cây linh sam rất là tiếc. Những cây này giá thì tầm trên 30 triệu. Hoành, cái hoành ở cái phần này rất to các anh, 58 nè. Còn ở bề đế này là hơn cả mét. Đây là hải châu. Nhà vườn ngoài bán cây các anh thì hàng ngày khi mà chưa dịch đó thì buổi trưa là tụi em bán chậu nha. Buổi trưa là tụi em bán chậu. Đây là buổi sáng là các anh thợ là đang sửa các cái cây, như ví dụ như cây sam này rất là khủng các anh. Tí nữa là em sẽ quay trình làng cho các anh nha. Tàn của cây dài mét mấy lận, cốt dày dữ dằn luôn. Những cái cốt rất là to. Dưới đây là những cái sam. Cái ngoài cây thì các anh có thể inbox cái chậu nào mà các anh đang cần vô cây thì tụi em sẽ inbox cho các anh. Vì giá cả là bảo đảm là giá cạnh tranh nha các anh. Thì bây giờ các mẫu mã thì nó thiếu hơn, vì hiện bây giờ là xe không có về được. Chứ mà thực tế là tụi em bán các loại chậu rất là đa dạng nha. Ví dụ đây là cây hải sơn tùng, một cây đế vai khủng khiếp. Để cây rất là dữ luôn. Hải sơn tùng thì những cây tầm trung như thế này thì rất là ít các anh. Vì thường các anh em họ phải đi lấy phôi á,
đi lấy phôi rất là xa, đi nước ngoài mà, cho nên họ đưa những cái cây về phải rất là vip. Đây là cái không gian mà buổi tối tụi em sẽ bán live stream tất cả những cái loại cây tầm trung và bán cả chậu luôn các anh. Rất là mong được đón các anh đến với live stream trên fanpage nhà vườn bonsai Phúc Lê nha các anh. Vào lúc 8 giờ tối theo cái thói quen trước khi mà bị dịch Covid, còn hiện bây giờ là nhà vườn vẫn bán đều đặn 11:30 đến 12 giờ và buổi trưa. Rất mong được đón các anh em xa gần ghé vào like nha. Nhà vườn bonsai Phúc Lê xin trình làng các anh tác phẩm Sam Núi Bông, mã số 31. Cốt cây rất là to nha các anh. Cái này được nuôi là 8 năm rồi đó các anh. Từ phôi là nuôi tới bây giờ là ngót 8 năm rồng á. Tác phẩm mã số 31. Sam bông, hoành đế 48, hoành thân 20, tàn 81, cao 50. Đây là thơm toàn cây này các anh. Cây này rất là già rồi, nuôi được 8 năm rồi các anh. Bề đế của cây này 48 nha các anh. Hoành tổng thể, hoành thân chủ là 20, dàn tàn của cây là 81. Cao 50. Mã số 32 là một tác phẩm Hải Châu. Hoành đế là 54, hoành thân 21, tàn 61 và cao 43. Em xin nhắc lại kích thước của cây là hoành đế 54, hoành thân 21, tàn 61 và cao 43. Để rất là khủng ca. Một cốt đặc sệt luôn. Tác phẩm này là mã số 32 nha các anh ơi. 32. Mã số 33 là một cây linh sam sông Hinh Rin nha các anh. Hoành đế 33, hoành thân 22, tàn 75 và cao 27. Bề đế của cây là 33, hoành chủ của cây là 22 và dàn tàn của cây là 75 và cây cao 27 cm. Tác phẩm tiếp theo là mã số 34 nha các anh. Một tác phẩm sam ngọc. Hoành đế 31,
tàn 56, cao 50. Tác phẩm này hoành đế 31, tàn 56 và cao 50. Bề đế của cây này các anh, 31. Tàn 56 và cao 50. Phẩm này rất đẹp các anh. Sam ngọc là chơi được cả hoa, quả và lá luôn các anh. Lá của sam ngọc rất là đẹp. Tác phẩm này là mã số 34 nha các anh nha. Em báo lại kích thước của cây sam ngọc này là hoành 31, tàn 56 và cao 50. Các anh hợp nhãn cây nào thì inbox và số điện thoại trên màn hình nha các anh. Nhà vườn bonsai Phúc Lê phát sóng các cái livestream trên fanpage nhà vườn bonsai Phúc Lê luôn, vào buổi trưa và buổi tối các anh. Buổi trưa 12 giờ và buổi tối 8 giờ nha các anh nha. Các anh cứ vào like trang là khi nào nhà vườn báo là sẽ có thông báo trên Facebook của các anh. Mã số 35 là một tác phẩm sam bông. Cái này hoành thân 19, tàn 1m2 và cao 68 nha các anh. Hoành 19, tàn 1m2 và cao 68. Em sẽ quay chi tiết nha. Cây này rất là già rồi các anh. Đây bề đế của cây nè. Hoành cái này là 19 rồi các anh. Cây không. Thì cái cây này nó to quá các anh, cho nên là em không có đủ chỗ để quay được hết tất cả một cái thông nguyên cho các anh xem đúng cái dáng cây một chút nha. Cây phân tầng rất đẹp nhưng mà nó rất to. Anh đo giúp em từ cái phía bên kia và cái phía bên này cái độ rộng của tàn là bao nhiêu. Cái chiều dài của tàn 1m2 là em tính là từ đỉnh thôi nha, chưa tính cành hậu. Rộng 73. 73. Cái độ rộng của cái dàn tàn là 73. Cây này rất to các anh, rất là to luôn. Tác phẩm mã số 36 là tác phẩm cuối cùng của video ngày hôm nay. Đây là một cây linh sam sông Hinh Rinh nha các anh.
Bề đế rất là đẹp các anh. Những cây này là từ cái thời kỳ đầu à, mà lúc mà Linh Sai em đang ở cái thời kỳ hoàng kim. Giá thời điểm đó cây này rất là cao các anh. Cây này hết kẽm, sạch kẽm nha. Dàn dâm của cây đẹp lắm các anh ơi. Em xin báo kích thước của cây Linh Sam mã số 36 nha các anh. Hoành đế tổng thể 60, hoành thân 22, tàng 85 và cao 61. Hoành đế tổng thể 60, đây là bề đế các anh. Hoành thân 22, tàng 85 và cao 61. Tác phẩm Linh Sam Song Hinh Rin mã số 36 cũng là tác phẩm khép lại cái buổi giao lưu ngày hôm nay của nhà vườn bonsai Phúc Lê. Rất là mong được đón các anh em đến với các buổi live của nhà vườn vào lúc 12 giờ trưa các ngày và cũng như là 8 giờ tối khi mà hết dịch nha các anh. Nhà vườn là bán hàng ngày và rất là mong được đón các anh em yêu bonsai sẽ vào live và sẽ giao lưu với nhà vườn nhiều cây khác nữa. Với những cây mà hôm nay nhà vườn trình làm với các anh, nếu các anh cảm thấy ưng cây nào thì xin hãy inbox vào số điện thoại trên màn hình. Rất cảm ơn các anh đã theo dõi cuốn video này và rất là mong được gặp lại các anh cũng như là có dịp được giao lưu với các anh trong những tác phẩm bonsai trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt các anh em yêu bonsai nhé. Rồi, thời lượng cũng khá dài, Thanh Phúc xin phép dừng cuốn video lại. Và cũng không quên, chân thành cảm ơn gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em rất nhiều. Và đừng quên đăng ký kênh, bấm quả chuông và chữ tất cả để xem những video mới. Rồi, Thanh Phúc xin chào quý vị.